trên thua đeo. Ừ, chơi. Hợp lý, chơi. Mày chú ý gặp. Ok. Tao thách mày nắm tay thằng Ken. What? Nếu không nằm được thì mày phải trượt cái dáng trượt này trên một hang để trượt xuống. Đẹp, có thằng mày chi thiệt chứ. Biết mình cờ rút trăm nên là cho cái đề chi vái chứ. Khó quá, thế nào trăm cũng phải nắm tay mình thôi. Thôi nè, trăm nắm đi, tao không ngại đâu. Không nghe gì. Nani? Trăm rồi.